giá trị của một con người bằng bao nhiêu. Một ngày nọ, tiểu hòa thượng chạy tới thỉnh giáo lão hòa thượng: "Sư phụ, đời người ta có giá trị lớn như thế nào?" Lão hòa thượng nói: "Con hãy ra sau hoa viên, dọn sạch một tảng đá, sau đó đem ra chợ bán. Nếu có người hỏi giá, con không cần phải nói gì, chỉ cần chìa hai ngón tay ra. Nếu người ta trả giá thì con cũng không cần bán, cứ ôm đá về. Sư phụ sẽ nói cho con biết giá trị nhân sinh lớn như thế nào." Vâng lời sư phụ, vừa rạng sáng hôm sau, tiểu hòa thượng đã ôm tảng đá lớn mang ra chợ bán. Trong chợ, người đến người đi, mọi người rất tò mò. Có một bà chủ đi tới hỏi: "Tảng đá này bán bao nhiêu tiền?" Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra. Bà chủ nói: "Là 2 đồng. Hòa thượng lắc đầu. Bà chủ kia lại nói: "Như vậy là 20 đồng. Được rồi, ta sẽ mua về để nén dưa muối." Tiểu hòa thượng nghe thấy thế thì thầm nghĩ: "Ôi, tảng đá không đáng 1 đồng này, lại có người bỏ ra 20 đồng để mua. Chúng ta trên núi còn có rất nhiều." Sau đó nghe lời dặn của sư phụ, tiểu hòa thượng vẫn không bán, hớn hở ôm đá chạy về gặp sư phụ. "Sư phụ, hôm nay có một vị thí chủ nguyện ý bỏ ra 20 đồng để mua tảng đá." "Sư phụ, ngài bây giờ có thể nói cho con biết đời người ta có giá trị lớn như thế nào đi?" Thiền sư nói: "Không vội, con sáng mai hãy đem tảng đá kia đến nhà bảo tàng. Nếu có người hỏi giá, con cứ như cũ giơ hai ngón tay ra. Nếu người ta trả giá, con vẫn không bán, tiếp tục ôm đá về. Chúng ta sẽ bàn tiếp." Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong viện bảo tàng, một đám người tò mò vây lại xem, xì xào bàn tán: "Một khối đá bình thường như thế này có giá trị gì đâu mà đem vào viện bảo tàng chứ? Nếu tảng đá này được bày biện trong viện bảo tàng thì nó nhất định có giá trị, chỉ là chúng ta không biết mà thôi." Lúc này, có một người từ trong đám đông đi tới, lớn tiếng nói với tiểu hòa thượng: "Tiểu hòa thượng, tảng đá này giá bao nhiêu tiền vậy?" Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra. Người kia nói: "200 đồng. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Người kia lại nói: "Vậy thì 2000 đồng đi. Tôi muốn mua nó để điêu khắc một pho tượng Phật." Tiểu hòa thượng nghe đến đó lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc. Cậu vẫn theo lời dặn của sư phụ, không bán và ôm tảng đá kia về núi. "Sư phụ, hôm nay có người muốn bỏ ra 2000 đồng để mua lại tảng đá kia. Bây giờ thì ngài có thể nói cho con biết giá trị của đời người lớn nhất là gì đi?" Lão hòa thượng cười nói: "Con ngày mai hãy đem tảng đá kia đến tiệm đồ cổ. Vẫn giống như cũ, có người trả giá thì hãy đem nó về. Lúc đó sư phụ nhất định sẽ nói cho ngươi biết đời người giá trị như thế nào." Ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá kia đi tới một cửa hàng đồ cổ. Vẫn giống như trước, một số người vây lại xem rồi bàn tán: "Đây là đá gì? Khai quật ở đâu vậy? Có từ triều đại nào? Là dùng để làm gì đây?" Cuối cùng có một người tới hỏi giá: "Tiểu hòa thượng, tảng đá này bán bao nhiêu tiền?" Tiểu hòa thượng vẫn như cũ, im lặng không nói, chỉ giơ hai ngón tay lên: 2000 đồng. Tiểu hòa thượng nghe vậy thì trố mắt, há hốc miệng, kinh ngạc thốt lên: "Hả?" Vị khách kia nghĩ là mình trả giá quá thấp, đã chọc tức tiểu hòa thượng, lập tức chữa lời: "À không, không, tôi nói nhầm, tôi sẽ trả cho cậu 20 vạn tiền. 20 vạn. Tiểu hòa thượng nghe đến đó, lập tức ôm lấy tảng đá, chạy vội về núi gặp sư phụ. Vừa tới nơi, cậu thở hổn hển nói: "Sư phụ, sư phụ, bây giờ chúng ta có thể phát đạt rồi."
hôm nay có thí chủ trả giá 20 vạn tiền để mua tảng đá này. Giờ thì ngài nói cho con biết giá trị lớn nhất của đời người là gì đi. Lão hòa thượng xoa đầu tiểu hòa thượng, tử bi nói: Tiểu tử à, cuộc đời người có giá trị lớn ngần nào cũng giống như tảng đá kia vậy. Nếu con đem mình ra chợ bán, con chỉ có giá 20 đồng. Nếu con đem mình vào trong viện bảo tàng, con liền có giá trị 2.000 đồng. Nếu con đem mình đặt ở tiệm đồ cổ, con có giá trị 20 vạn đồng. Nền tảng khác nhau sẽ đặt định vị trí khác nhau, giá trị nhân sinh cũng sẽ vì đó mà hoàn toàn khác biệt. Câu chuyện này liệu có khiến bạn suy nghĩ về chính mình và tự hỏi cuộc đời mình đang được đặt ở vị trí nào đây? Bạn đã sẵn sàng đem cuộc đời mình bày biện ở phòng đấu giá nào chưa? Hay bạn muốn tìm một vũ đài như thế nào để cho bản thân mình phát triển? Không sợ người khác coi thường, chỉ sợ bạn coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị? Trừ khi bạn đem mình giống như tảng đá kia đặt trong đám bùn lầy, không bất kỳ ai có thể quyết định cuộc đời của bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường như thế nào thì bạn chính là quyết định cuộc đời mình như vậy. Vì sao một ông chủ liên tiếp gặp khó khăn cũng sẽ không dễ dàng buông xuôi, nhưng một công nhân hễ việc không thuận liền bỏ việc? Vì sao một đôi vợ chồng liên tục cãi nhau, liên tục mâu thuẫn cũng sẽ không dễ dàng ly hôn, nhưng một đôi tình nhân bình thường hễ gặp một chuyện nhỏ lại có thể nhanh chóng đường ai nấy đi? Nói cho cùng, bạn đang gặp một sự tình gì? Trong một mối quan hệ đã được đầu tư nhiều hay ít bao nhiêu sẽ quyết định bạn có thể chịu đựng bao nhiêu áp lực, có thể đạt được bao nhiêu thành công, có thể trụ vững bao lâu thời gian. Người ta nói vĩ nhân đại đa số là người có sức chịu đựng lớn vô cùng. Vì sao vậy? Người bình thường không chịu nổi ủy khuất, cần phải được người khác động viên an ủi. Người bình thường đối với chuyện bất bình thì như muốn trút hết lòng tức giận, họ cần một bờ vai để khẽ dựa vào. Còn bạn, hãy cố gắng làm được. Còn có đệ tử hỏi lão hòa thượng: Sư phụ, ngài có lúc lại đánh người mắng người, nhưng có lúc lại nho nhã lễ độ với người khác, điều này là vì sao vậy? Sư phụ nói: Đối với người thượng đẳng, lòng dạ ngay thẳng thì có thể đánh, có thể mắng, lấy chân diện mà đối đãi. Đối với người trung đẳng thì cần dùng phép ẩn dụ, cần giảng đúng mực, bởi hắn chịu không nổi trách mắng. Đối với người hạ đẳng thì cần mặt mỉm cười, hai tay hợp thập, bởi hắn rất yếu ớt, tầm mắt eo hẹp, chỉ nên dùng lễ tiết thế tục mà đối đãi. Người chịu được loại ủy khuất nào thì sẽ quyết định được ngươi trở thành loại người nào. Một người không biết bơi, cho dù có thể thay đổi bể bơi cũng không giải quyết được vấn đề. Một người không biết làm việc, cho dù có thay đổi công việc thì cũng không giải quyết được năng lực của mình. Một người không hiểu gì về tình yêu thì có thay đổi bạn trai hay bạn gái cũng không giải quyết được điều gì. Một người không biết trân quý gia đình thì có đổi vợ đổi chồng vẫn vậy. Một ông chủ không hiểu biết tuyệt đối sẽ không kéo dài thành công. Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình. Kỳ thực, dù yêu dù ghét đều là chính bạn. Bạn thay đổi thì hết thảy đều sẽ thay đổi. Thế giới của bạn là do bạn sáng tạo ra. Những gì của bạn hết thảy đều là do bạn sáng tạo ra. Bạn là ánh mặt trời thì thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Bạn biết yêu thương, cuộc sống của bạn liền ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Bạn nếu mỗi ngày đều phàn nàn, oán hận, soi xét, chỉ trích thì cuộc sống của bạn sẽ tựa như trong địa ngục,
một niệm lên thiên đường, một niệm xuống địa ngục. Trong lòng bạn đang như thế nào thì cuộc sống của bạn chính là như vậy. Mỗi chúng ta sinh ra có thể xác và tâm hồn, vì vậy mỗi chúng ta không ít thì nhiều đều có giá trị. Và bạn có nghĩ rằng giá trị đó phải được người khác tôn trọng không? Bạn sẽ trả lời là có, vì ai cũng đáng được tôn trọng cả. Nếu để so sánh hai giá trị đó, hẳn bạn sẽ chọn giá trị tâm hồn. Đó cũng là điều khiến chúng ta khác so với động vật. Con người cần có lòng nhân ái và phẩm chất của con người thì mới xứng là anh linh của vạn vật. Một kẻ bần hàn, lang bạt có thể trở thành triệu phú trong một đêm, nhưng tuyệt đối anh ta không thể bỗng chốc biến thành một người tao nhã, ăn nói văn vẻ. Tiền có thể làm cho người ta giàu có, vui vẻ, nhưng chỉ nói thì không thể làm cho người ta trở nên cao thượng. Với những phẩm chất đặc biệt cần phải được hình thành trong một thời gian dài thì sự thay đổi càng khó khăn hơn. Người ta có thể dùng những trang sức đắt tiền để làm cho ngoại hình của mình trở thành quý tộc, nhưng không thể hóa trang cách ăn mặc, khí chất và tâm hồn của mình cùng với tướng mạo trong một đêm để bước sang một thế giới mới. Trang sức chỉ tồn tại tạm thời, còn phẩm chất là bản chất vốn có. Vật chất có thể đột biến, nhưng phẩm chất thì phải xây dựng dần dần. Vật chất dễ dàng mất đi, nhưng phẩm chất luôn được mở rộng và phát triển. Phẩm chất và khả năng thành công trong sự nghiệp của mỗi người không thể hiện rõ nét khi mới lập nghiệp hay sau khi thành công, mà chính là trong những thời khắc khó khăn cam go nhất. Phẩm chất, tính bền bỉ và nghị lực của con người sẽ bộc lộ đầy đủ trong những thời khắc ấy. Thực tiễn chứng minh, để có thành công lớn trong sự nghiệp, không có ai chưa từng trải qua khó khăn và đau khổ. Thành công không phải là một sớm một chiều, mà là cả một chặng hành trình đầy gian nan và thử thách. Nhưng nếu như bạn sợ những điều đó mà không dám hành động, không dám đương đầu, thì có lẽ bạn vẫn sống. Nhưng chẳng nhẽ bạn lại làm như vậy, trong khi bạn biết rằng phần thưởng sau thử thách là rất lớn và vẫn luôn chờ đợi bạn. Trong con người bạn đã có những phẩm chất cần thiết, trong con người bạn chưa có những phẩm chất cần thiết. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ bạn nghĩ gì và định làm gì. Vì giá trị đích thực của bạn là những gì mà bạn sẵn sàng cố gắng, dù chỉ là một chút. Giá trị của con người được cân đo bằng nhiều cách khác nhau. Một nhà khoa học Mỹ đã phân tích các yếu tố trong con người và đánh giá như sau. Trong con người có một số nước đủ để giặt một cái khăn bàn. Máu chứa đựng một lượng sắt đủ để làm ra 7 cái đinh đóng móng ngựa. Một số canxi đủ để quét được một bức tường nhỏ. Một số than hay carbon đủ để làm được 60 cây bút chì. Và một lượng phosphat đủ để làm một hợp kim và một số muối khoáng, một muỗng cà phê. Trị giá của tất cả những yếu tố ấy dĩ nhiên không quá một USD, nhưng cũng trong một cách lượng giá hoàn toàn vật chất ấy, một chuyên gia nguyên tử lại ước tính rằng năng lượng nguyên tử trong mỗi một con người có thể lên tới 11 triệu kW, nghĩa là bình quân cứ mỗi một giờ, mỗi một kilo sức nặng trong thân thể con người có thể sản xuất được 400.000 kW. Như vậy, mỗi người có thể trị giá đến 85 tỷ USD. Một điều đáng nói khác là khi truyền thông đang phát triển như vũ bão trên các trang mạng xã hội, thì các giá trị vật chất hư ảo được không ngừng cường điệu tôn vinh đã làm lu mờ giá trị của lương tâm. Con người đáng sợ nhất không phải khi họ tiểu nhân hay là ác nhân, mà chính là khi họ trở nên vô tâm và sống trong vô minh, bị lừa lọc dối trá và đủ thứ dẫn dụ. Họ đã không còn biết đâu là đúng, đâu là sai.